Vô này cao, để em xài cái sẻng vàng coi. Rồi đây 15 cũng được. Chờ tí slot cho mấy đứa ở trong nhóm mình vào sau ha. Ok, vô anh ơi. Rồi băm nào. Trời ơi, số 10. Trời ơi, em số 2 rồi chị Hân ơi. Ông nào đọc đúng số của tôi vậy? Hello, thích em gái O nha. Thảo đọc đúng số của tao vậy? À, anh cái bộ số 2 nha, mày... có luôn cái bộ nha. Mày em chị Mèo quên. Là em anh Moi. Em chị Mèo mẹ rồi. Đặt như người em anh Moi. Thấy nói cái gì nói theo chỉ có Mèo. Mày em chị Mèo. Chị Hân à, cái số này chắc em không đi sang chị này có sát thủ chung ơi. Số 3 sát thủ rồi. Không em ơi. Con mờ. Thôi mờ, ít xài nữa em ạ. Ok. Rồi luôn. À, thằng Tủn giờ mới để ý nó đổi tên kìa. À, điệu cười của thằng Sim Lọ à? À, Sim Cánh Cục, em nhớ nha, em hay lắm em. Điệp đặt bom hỏi chấm vào con bún ông. Sát thủ anh ơi, sát thủ anh ơi, sát thủ. Sát thủ à? Ok nha. Tụi em có vệ sĩ. Đi kiếm thằng Tủn tí nhỉ. Đây rồi, mọi người xe ra, mọi người xe ra. Gì đấy? Ui! Ui, trúng luôn, trúng luôn. Gì đấy? Dạ. Anh không biết nó là cái gì nhưng mà anh cảnh sát trưởng anh bom nó mẹ còn sống nguyên. Chim ưng hay sao nhở? Băm người mà không. Mày điên à? Cái xác đầu tiên tao vào tao hỏi nhận cảnh sát trưởng luôn đây này. Không. Ảo thật đấy. Hay là có, khi nào, hay có khi nào là Tủn là cảnh sát trưởng anh đi ra fix đúng luôn nhỉ? Cái đánh đúng. Vừa đầu game đã băm được trúng người mà không chết. Rồi. Mọi người skip ra, tôi kiếm thằng hai thằng kia tôi chứng minh là git cho. Ok. Tặng chị Hân nha. Này thì tặng chị Hân. Này còn có chim cánh cục đó nè. Không. Tôi quan trọng với chạm tôi. Đừng thử vào tôi. Không bạn tôi rất là nghe rồi anh em mình cùng. Ô, cái chim cánh cụt này là không phải nhóm mình à? Đầu tiên anh tưởng đứa nào đặt trêu cái Hân cơ. Chim cánh cụt là anh ấn bộ hay sao ấy? Không phải bộ kia mà. Không phải. Bong quả ảo thật đấy. Nhưng mà tôi là Canada. Không phải em thôi. Ông là Canada á? Tôi Canada thì em thôi. Vũ quay xe ra, Vũ quay xe ra. Để anh chứng minh cho. Anh chứng minh anh là git cho. Ơ kìa, anh bom thằng Moi. Anh nghĩ là vừa đấy là anh bom thằng Tủn là đúng là vịt đấy. Xong rồi thằng đến thằng Moi nó bênh thằng Tủn rồi anh bom nốt anh vẫn sống. Con vãi trưởng thì cái này đúng này bởi vì vịt chết làm sabote á. Vịt chết làm sabote. Giá là gì nữa. Không, mọi người cho bảo. Mọi người còn bom vị trí đi. Em vẫn phải sabote như thường. Bạn khoan boss đi, boss hành bất lực đi. À. Sao ấy? Sao? Cái lý do thấy ở chỗ em bay ơi, thằng nào bạn tao như nó cũng mới. Bây giờ ông kia bảo sabote ở co mà tôi đang đứng trên phòng thí nghiệm que dí tôi đéo sabote ở chỗ sabote đâu. Nhưng mà trận này từ trận này có phát bi không? Bi còn sống không? Không biết thôi, tiếp cái vụ sabote đi. Không, đúng là nhưng mà cứ ghi mà thôi, kẻ sát trưởng không phòng đúng mà. Bây giờ băm được 2 người không chết rồi. Băm 2 người không chết đâu, có một tính. Thế Vũ quay, anh em mình tắm sâu không? Ôi, anh ơi. Được anh ạ, tạo độ khó cho game, anh em cấp dưới của anh mà. Được, anh băm 2 đứa rồi, anh em mình ra kho đi. Không tắm sông nữa, ra kho cho nó legit. thằng Khang bất lực kìa. Tiêu hiểu. Này bam đi, chán quá, chơi chán quá. Đéo làm gì bị lý chịu. Bam đi ông ơi, đây. Đúng không, ông đéo đâu. Bam đi. Đấy rồi, đây, vô quẩy ra đây, anh em mình. Ra đây. Một người xe ra. Anh từ anh. Ô, tắt điện à? Anh ơi từ. Em có trách nhiệm gì đã. Tắt điện rồi. Thôi, em đang nghi một thằng em có trách nhiệm đấy, em là dân phòng, em có trách nhiệm gì đã. Thằng nào? Thằng Han đấy á. Thằng không phải thằng ai. Thằng kia kìa, cái thằng mà mới đây được im ở kho ấy. Thằng nào? Là Canada ấy. Không phải thằng Canada mà là cái thằng đứng ở kho, và sao bắt tay ở kho mà. Tài nhờ anh bao thằng Tủn với thằng Moi không chết mà với hai sát đầu tiên cũng đào thật đấy. Han đi, đảm bảo anh sống. Băm thằng Han làm giống. Ông tin Han phải đi. Thằng màu đen kia đâu nhỉ? Thằng màu đen kia đâu nhỉ? Đây màu đen đây này. Đây màu đen đây này. Ông nó làm nhiệm vụ vịt mà. Đây ca, không tin đây ca, không tin. Cái gì? Thằng kỹ sư nó mới nói với em là có cái sabote trong phòng y tế lối vào y tế. Nãy có ai từ trên đi xuống. Ai mà nhớ được? Bọn anh ở kho hết mà. Thôi trời ơi, em nói gọi anh bấm. Ê, thằng chim cái cụt đâu rồi chúng mày? Thôi ra đây Vũ Quế. Đây này anh chứng minh anh cảnh sát trưởng nhá. Từ anh, em chứng minh em là dân phòng đã. Em chứng minh dân phòng đã. Em không biết sao đâu chứ. Ui, thằng chim cụt. Ơi, bắn em đi. Ở kia. Nó Canada rồi. Đấy, em chứng minh em dân phòng đấy nhá. Mà em chứng minh ngu vãi quá. Nó bảo nó Canada. Anh đi tập sông anh chị ơi. Phải thật. Ra kho đi, anh chứng minh anh cảnh sát trưởng cho. Bà kia chết rồi kìa. Thôi mọi người vote em đi mọi người ơi. Còn dịu à? Vote em đi. Con biết cái hai bị chết luôn rồi chơi gì nữa. Không, vote em đi. Vote em đi, không phải là ca đâu ạ. À, không tin đâu. Không, anh biết rồi. Anh có vẻ anh tin dịu đấy. Không, em không tin. Xong rồi. Dạ, cái hai bị chết luôn ạ. À. Em đi em chém ai em thích đi. Bây giờ anh đi xử thằng Vũ đã. Cái tội chém Canada. Nhưng mà anh đừng băm nhầm như thằng bên á, băm em không, băm nhầm. Anh băm chỉ có chuẩn thôi. Mà không thấy anh băm thằng Tủn với thằng Moi đấy à? Không, thằng Moi là lúc đấy là tại vì anh băm thằng Tủn anh không chết, xong thằng Moi nó dí anh quá, anh nghĩ nó làm vịt. Em là nhà truyền giáo, em thấy con Canada này tự vuốt mình. Mình băm nhầm Chi Hân nha. Game ảo thật đấy. Vào cái băm hai người sống nguyên. Bây giờ anh băm Vô Quầy là anh 4 xác. Đúng không? Ê. Anh băm em đi. Không anh băm Vũ Quầy, em băm ai em thích đi. Để yên đây anh băm Vũ Quầy phát. Ok, để em báo đời, để em báo đời. Vũ Quầy ra đây, Vũ Quầy ra đây. Đây anh ơi. Đâu? Đây anh ơi. Xa ra. Đứng đây được. Mọi lái xe ra. Ôi. Mọi người ơi, mọi người, cái nhóm này chơi theo nhóm hết à mọi người? Chơi theo nhóm là thế nào ạ? Cái nghĩa là tất cả mọi người ở trong nhóm hết đấy. Bình thường thì nhóm tôi cũng đủ phòng ấy, hôm nay có chục người thôi. Vậy thôi, để tôi thoát ra để cho slot cho người khác vô nhé. Kìa, cậu cứ chơi đi. Cứ chơi đi. Không, nhưng mà tôi sợ chơi phòng mọi người quen ấy. Tôi hơi ngại thôi. Cứ chơi bình thường, nhóm tôi không team up đâu mà lo. Chơi bình thường. Không phải team up đâu mà bạn phải lo. Không, tôi không sợ team up, tôi sợ mọi người còn slot cho người khác đấy. Không bạn ơi. Ai boss Diệu. Ủa Diệu chết rồi kìa. Quay. Thôi còn có nhiêu đây người à, lên Ron đi. Mọi người ơi, em đuối, em mới là con vịt cuối cùng. Mọi người vote em đi. Em quá mệt mỏi à? Có TNV này nó là Dada. Vốt em là em kia hỏi. Em là con vịt cuối cùng mà. Trời ơi, chưa kịp báo đời nữa anh DK ơi. Hồi đó bị chị báo ai đấy? Chị chưa báo ai hết, chị chưa báo ai được ai cả. Tại em đứng gần đó mà. Khổ thế nhờ. Thôi vốt em đi, vốt em mới chưa hả? Em thấy cái da của chị nó cũng hơi lấp liếm rồi đấy. Không có lấp liếm. Có lấp liếm quá biết lắm thế. Đây kìa ổng, đây kìa ổng. Đà đà, đặt bom. Đây kìa ổng, đây kìa ổng. Đà mà có đặt bom. Đó, mình đấy thì nó còn cả bom đang chạy. Trời đất ơi. Ảo thật. Nhưng mình chợt nhấn ra là mình quên mình chui được thùng ạ. Ảo thật đấy. Quên mất đấy. Chạy qua kho mà nghĩ lại, mình chui được thùng mà thôi, chạy luôn. Trời ơi, em tính luôn chị Huân mà em luôn nhầm người ạ. Ấy giời ơi. Đúng rồi à, em nút nhầm hay lắm em. Đứng cạnh quá thế em phải nút con vịt vào. Anh lầm nhầm nhiều kìa. Ơ thế thằng nào kia nó là nó bị bố nông nuốt à? Trời ơi anh lầm nhầm vô rồi. Những ngày tốt đẹp của Vũ thấp hết rồi. Vũ quẩy bầm nút Canada. Ui. Ui số 2. Ai mà chuẩn bị em nuốt à anh? À anh Long Long chưa vô. Em còn đang định nuốt anh DK vào nói chuyện chung với anh Hunty cơ mà anh DK chết rồi. Tại bọn nó nghi ngờ anh là fake cảnh sát trưởng thế là anh chém chứng minh thôi. Cảnh sát trưởng chém ngu cũng bị chửi mà chém đúng cũng bị chửi. Đúng. Đúng em biết phải như thế nào vậy. Thằng đầu khai là cảnh sát trưởng rồi. Băm ra thứ hai ui mọi người nghi là chim ưng. Mà có bùa nông mà lấy đâu chim ưng. Bây giờ không có lý do băm mày chẳng nghi. Bây giờ mày tự nhiên mày băm một người xong mày bảo mày kết trưởng. Không phải, anh không phải là anh băm linh tinh. À không phải không lý do mà tại cái tên nó khắm quá anh băm cái. Thế đến lý do như thế thì mọi người chẳng nghi. Anh mày hiểu lại. Em băm 3 thằng nữa, em là kẻ trưởng băm 3 thằng là làm con vuốt em bình thường. Ba chị đâu, ba vô đây. Đúng rồi. Ai ba chị? Tao cũng vuốt. Anh gọi anh chị Hằng à? Chị Mừng sao? Ủa mà bán trước nó buồn đông mà. Cười vãi. Mấy phát dao định mệnh. Những phát súng định mệnh. Thì em thiết là anh cứ đi chém nha. Ok. Báo lên đầu có xác đừng báo anh em ơi, có xác đừng báo. Ơ báo lên đầu em Canada nhá. Đây đây đây, em Canada. Ơ. Bù đê. Đông này có cao thủ nó băm thôi đấy. Bù đê. Chết con đĩ ngựa chưa quên. Giờ mới nói luôn, có cầu thủ trong bầy đó rồi. Kết rồi, anh kết lần này rồi. Ơ, cái này Hân đạp xác à? À cứ kêu bằng Vũ đi, thằng Vũ quay lại Canada. À, Hân đạp xác à? Thế anh thấy thằng Moi nó đứng ở trên cái xác kìa. Ô, anh lại thấy em đứng trên cái xác. Ừ. Là cái gì mà em đứng trên cái xác? Tức là anh thấy Moi đứng ở trên cái chỗ mà gần cái Vân báo xác hơn. Anh biết xác ở đâu mà báo? Ừ. Hả? Có anh nhìn thấy xác đâu? Anh là phe thứ 3 à? Ừ. Thế anh chim ưng à? Không, anh không phải chim ưng. Thôi, DK chim ưng rồi. Ai game lại nha. Game thằng Voi lại nhá. DK ảo lắm. Game thằng Voi lại. DK ảo lắm. Mày ra đây chui thùng về theo. Xác ở đâu? Mày ra đây chui thùng cho mày xem. Ủa gì vậy mọi người? Anh không bảo bạn làm gì hơn. Skip mà win này. Không em ơi. Win không skip, win không bot được à. Mình ơi dạo việc. Moi này. Cô quay Canada sao cứ gáy bú đi. Quên mẹ mất, là quả đấy phải gọi thằng Moi ra một góc xong rồi là rủ nó đi ăn xác ấy nhỉ? Quên đấy. Là gì anh DK? Hả? Anh phe thứ 3 mà. Là gì vậy? Anh phe thứ 3. Chạy. Này vậy. Rồi. Thằng bộ bú rồi. Như là bú hay sao? Chắc bú rồi. Mà không sao. Đúng rồi, em có tiễn chị Hân được một đoạn rồi. Bú chưa? Bú rồi, bú rồi. Bú rồi, trời ơi, mình ơi mình sao có thể vậy được hả mình? Ơ, tụi cũ mình đó mình. Quên không? Tụi chỉ mừng đực mà. Quên không chỉnh cái giờ. Thôi bú rồi thì bú thôi. Em quên không phải là mình. Nhưng mà hồi nãy em thấy anh Moi đứng trên cái xác nha. Thấy anh Moi đứng trên cái xác mà anh Moi không báo á. Vậy là sao? Mình chỉ mừng đúng không? Đúng rồi, tụi chị mừng mà. Moi có thể là Dada. Điên à, anh Dada đây này. Dada là DK. Không, nay em thấy anh Moi đứng ở cổng tele nhá. Em chạy ra cổng tele số phát luôn. Còn Yến Vy nữa nha. Đang nhỏ. Nhìn thấy cái gì cũng nói nhở, hay nhở. Cái gì đấy? Em là gì đấy? Em là gì đấy? Em là gì đâu? Em là gì đâu? Đừng chém, đừng chém, đừng chém, đừng chém, đừng chém. Đừng chém. Không, anh Moi có phải vì đâu anh? Anh Moi có phải vì đâu? Moi Dada à? Anh Moi, anh Moi Dada đấy. Bây giờ em là cảnh sát trưởng hay là vịt? Anh ulti rồi băm em đi, em băm lại á. Nói chung là em là vịt gì? Em là vịt gì? Không, em là nước phòng. Ơ kìa. Tưởng có vịt. Làm sao đấy? Anh đang kiếm vịt, anh đi là ghét cùng. Sao lại thế hả anh? Sao lại thế? Hay là anh em mình băm thằng Moi nhá. Băm sao em phát là bay rồi. Băm đi, băm đi. Em làm gì có dao đâu. Băm đi, băm đi. Em làm gì có dao đâu. Thôi để đi luôn rồi. Lấy ghét rồi đi luôn rồi, mất xác luôn. Khóc thật đấy. Mất xác luôn, hai con vịt này. Ủa chứ anh không thấy xác này. Em cũng bị lừa thế đấy anh ạ. Bị lừa y thế. Anh ăn mất cái xác của thằng Zuti rồi. Cái kèn à? Ừ. Hai đứa nó thấy anh vịt mà chúng nó không nuôi. Cay thật. À quên, thấy bị kệt kề chứ. Anh Moi là cái gì mà anh Moi chạy từ phòng học ra cái xác nằm đó là anh Moi. Anh Moi. Anh kể nó nghe này, anh đi từ bàn thiên tế xuống kho. Rồi anh. Chưa? Anh đi cùng thằng Win ra bàn đấy là bàn thiên tế mà xuống kho luôn. Anh đi từ phòng họp vào. Chỗ phòng họp. Thôi. Anh đi từ bàn thiên tế mà. Mọi người cầm kho vị trí. Mày anh thề mày luôn hết đâu rồi, mày cứ hỏi Win xem là nó đi từ đâu, anh gặp nó ở đâu. Anh là cái gì trời. Đây anh DK nãy đi chung với Yến Nhi. Rồi sao DK chết rồi? Vãi, anh DK đi với tao hồi nào? Mày thấy chỗ nào ấy? Thấy chỗ nào? Nói nghe con. Ở trong cái đường hầm đấy, nãy tôi spawn. Moi là gì em ơi? Thấy spawn á? Làm gì có bạn? Mình spawn ở trên chỗ phòng thí nghiệm mà. Ngáo à? Anh Moi ơi, anh Moi. Anh là kẻ đầu ám. Vậy đấy bắn số mấy anh? Coi. Mọi người đừng có nghe con Dada nói chuyện, thằng anh Moi là con Dada ấy, trốn tele nãy giờ em vừa vào phát anh tele chỗ khác luôn. Moi là gì anh Moi? Nhau bám mà. Tôi đứng chưa chết. Con Dada thằng bọ này. Con Dada thằng bọ này hốt đi, cho thắng đi. Con Dada thằng bọ tôi cút luôn. Lại con người nổi tiếng chưa chết à. Ô mọi người cho Moi thắng rồi ạ. Anh DK Dada. Đi ra phòng học đi bảo này. Cười nó chịu được mẹ mày chết oan là mình có chém Win đéo đâu. Không phải Win đi chém em mà. Anh Moi ơi, anh chém thằng người nổi tiếng đầu game ấy. Nói bừa thế. Nhưng mà anh có chém thằng Win đéo đâu, ai chém ấy nhở? Ken fake Dada thôi, vịt fake Dada. Tế ở đấy, nhân tế ở đấy không xung xuông đâu. Con ngờ đi. Còn hai vịt à, biết kèn rồi mà hai con vịt này nó không nuôi, nó chém luôn. Đi đi. Trời ơi, PD nó nóng hơn thế nhở. Anh làm cười anh. Hay quá nhỉ. Sợ ba xác. Ba xác này. Ờ đúng rồi. PD mà chém một người. PD chém báo thù à? Tôi quên chị làm nhiệm vụ đóng cửa. Ông ơi, con là báo thù anh ạ. Báo thù chết rồi. Thế thì thằng kia chắc cảnh sát trưởng rồi. Nó đóng cửa Win này anh. Ôi, Win rồi. Bị Win rồi. Khi bé cột đi làm nhiệm vụ một mình ạ. Tại sao? Cố gắng. Rồi, em mong em đấy. Đâu, còn 10 giây. Cứ bảo đi double kill thằng kia nốt đi, em mong em đứng cạnh thằng em đứng cạnh anh ấy thì em kịp làm sao nữa? Làm sao mà kịp một mình nữa thằng ạ? Bấm luôn. Trời ơi. Mọi người không đi làm. Chị bưng bắn nước ạ, chị bưng trời ơi, khỏi một câu quá. Thế chị bưng bựa vào. Hello. Cái gì anh kênh mà. Còn chị bưng cơ mà. Còn chị bưng tầm bộ nó cũng nhìn thấy mày đứng trên cái xác luôn. Con khai ạ, vãi cho chị bưng bựa vãi. Tại vì nói mọi người thấy em đi nghèo cái xác mà không boss, không bị boss đấy. Bảo ông bú luôn ạ. Ai à mày lắm mồm, mày bảo thách tao băm mà, mày thách tao băm đi. Cơm nặng rồi ạ. Ok nha. Một trời. Chị Hân ơi, mấy sao chị Hân ơi. Yeah, trời ơi, giết gì là phải trả giá mà. Không có vụ Canada 2 lần đâu. Cảm thấy hả? Bảo khai kèm với hai con vịt mà nó không nuôi, chúng nó băm luôn. Để miêu tả lại anh đi ra khai này. Anh là Ken, đừng băm anh, cho anh ăn đi. Xong rồi anh moi thứ ba mà. Xong anh Nika chạy đến chỗ anh moi bục phát, anh Nika bay đầu chết luôn. Người ơi, em kể cho mọi người nghe. Em là vì đây em đang tính ăn cái xác của thằng Vật mà tự nhiên lâu mọi người vớt xác là em không ăn được xác nó, rõ là xác nó ngon hơn xác anh Nika. Hay, em 10 điểm. Còn VN á. Mọi người cứ để ý cái bi này mà làm pin em bồ nó liên thoáng lắm. Em lên gít chị Hân ơi. Mày bấm đừng ngoài đi. Ủa xin vô kìa. Đó em bồ mà. Ăn cơm. Xin vô đừng tin xin nha. Đừng tin xin tôi quay nha. Em là cái gì chưa? Anh thấy con bồ là đà đéo đâu cứ gáy. Chưa bạn ơi, tôi chưa. Được làm vịt rồi. À moi à? Đi cả. Anh chém em đi à? Gì? Anh em làm cái gì mà chém? Chém em đang vội lắm rồi. Này thì em vội lắm rồi đấy. Thằng Sim với thằng Bu quay tụi nó gây thù cá nhân, tụi nó tự chém nhau, hai đứa lăn đụng đã chết. Vậy thôi á mọi người ạ, hết rồi. Ui, 4 xác liền nhiều ấy. 4 xác luôn. Thằng Sim với thằng nào? Từ từ thằng Sim đã. Dạ Sim với Bu quay đen rồi. Từ từ ở nhà kho nhá, ở nhà kho có rất nhiều người nhá, mà ở đây có 2 xác lận, mà 2 xác cảnh sát trưởng chém rồi đúng không? Vậy là đúng rồi. Tao đã xong đấu với cả Ken à. Em bảo mọi người này có ám sát em khai luôn, em là dân phòng ám sát bắn em đi. Không này. Thế thằng bộ sao nó chết ta? Chưa hiểu lắm nhỉ. Anh đi cai, em là dân phòng thật, bắn em đi. Điêu. Em thật mà, em dân phòng số mấy ấy, em quên này. Điêu 8 sao ấy nhỉ? 8 hay 6 ấy. Nguy hiểm thế nhỉ? Ở đây thì nguy hiểm thế mọi người. Làm gì còn ai còn dao, em bảo là em dân phòng mà, mọi người không tin. Ai nhỉ? Thằng tổn này nó có nguy cơ nó giết em mọi người ạ. Thằng tổn nè. Nhưng mà dân phòng là cái vi rồi mà lo gì. Em vô hại chị Hân ơi. Chị Hân ơi. Không, nhìn em nguy hiểm lắm em ơi. Ủa? Mặt chuông hả? Để xem nào. Đâu rồi? Đâu? Cái thằng này. Ơ? Anh thằng Luật trên đây không có chuông hả? Nó ăn chuông rồi anh ơi, thằng Luật nó ăn chuông rồi anh ơi. Nó nhặt cái chuông mà không lên anh ạ. Ơ, thế á? Luật ơi, sao mày nhặt cái chuông mà không lên hả Luật? Là sao? Ồ, cảm ơn Ngọc Mạnh nhá. Hello. Sao thằng Luật nhặt chuông mà lại không hết hiến tế là sao? Đúng không Vi? Nó là em thấy cái chuông đỏ đỏ đúng không? Đỏ đi thôi anh nha, anh tìm con video là anh chịu rồi anh ạ. Mọi người bắn thằng Luật đi, thằng Luật là Dada. Thôi cái hiến tế tạm thằng Luật đi. Luật nhà ai mọi người ơi? Pythagore. I am Pythagore. Cái này em chết là do cái Vi nó hại em nhá. Không phải tại mọi người đâu. Đâu, thằng Luật nó bảo em là Không ngu rồi bắn đấy. Thằng Luật nó bảo em là bắn tao đi. Nó thách thức em mà. Nó thách thức em á? Ơ nhưng mà nó không phải Dada đâu. Dada nó thắng rồi. Nó phải Dada đâu. Nhưng mà nó cứ bảo là vote nó đi. Bịp nhỉ. Em không biết nha. Nhưng mà nó cứ bảo là Tao này bắn đi. Cứ bảo em chửi trong kia mà Bắn đi. Này chỉ bắn đi đấy. Ôi thằng tụt. Nó tụt kết kìa. Ê, rút đi ra em bảo, ra đây. Em phải ám sát rồi. Đúng rồi, em này. Thằng tủn ken nhá. Về. Đi rung chuông. Ui, lắm nhắm tê le kìa. Ôi, còn có mấy người à mọi người à. Anh thấy chết, quá trời chết nên thôi rung chuông. Long nhong là cái gì mà chạy trong tele ra ấy nhở? Ken à? Em thấy đâu thấy tắt đèn cái em chui ra đầu á, em chui vô đó. À. Ui, phải... Long nhong hay là Long nhong chém xong rồi thằng tủn này là sao biết tật luôn thằng tủn nhở? Có ai biết đâu anh? Em nãy giờ là không ai gặp em hết rồi. Thằng tụi nó đi chung với em, nó nói là nó vô hại thôi. Em chả biết nó là cái quái gì nữa. 2, 4, 5 mà. Thôi lên Ron mọi người ơi. Thôi lên Ron đi. Thám tử. Em là báo thù này. Anh vệ sĩ cho Junti này. À cái xác hồi nãy của anh cán bộ là em báo thù của em chém. Tại cảnh sát trưởng với lại thằng Bu quay chém lộn các em chém luôn anh. Win là cái gì Win? Em chui thùng. Chui thùng là cái gì? Bọn anh lên hết zone rồi này anh. Em là kỹ sư. Thế còn Long nhong? Em kỹ mò đây. Rình mò. Khoái thế nhỉ? Chị Win ơi, người nổi tiếng chết chưa em? Được rồi chị. Đúng không anh Long nhong ơi? Đúng không Long nhong? Đúng. Đây. Chết rồi máy anh ơi. Ra sụp chuông nói lại đi. Không nhớ rồi. Ủa, nổi tiếng chưa chết mà. Chết rồi mà. Cái gì chết. Ê, Junti danh bảo này. Yeah. Ra đây, ra đây. Bắn Hân báo đời đi. Ừ, đúng đi, đúng. Sao nghe ai cũng le ghít thế nhở? Anh Junti ơi, người nói tiếng chết trước tắt điện hay sau tắt điện anh? À, trước mất điện. Trước mất điện nó đùm chết luôn. Lộn, chị đi chị thắng bóp em quá chị Hân ơi, chị Hân ôm tôi em thắng rồi. Ai giết con Nada đấy? Em bố được 4 xác rồi đó. Anh chém cái vi xong anh chui thùng anh bắt được thằng Tủn ăn xác ấy, anh phải gạ ra bảo Junti bắn luôn không nó thắng. Ai chém con Nada trong đấu của em vậy? Anh DK, anh DK, anh DK. Trời ơi. Nada trong đấu vậy. Vì Hân báo thù, vì Hân báo em đặt bơm luôn à. Đấy nó nhờ ai vậy? Từ từ ạ. Thằng bên ngoài thôi à. Kích hết đi anh. Thề ra trận đấu đi kiếm. À, tại sao lại bắn với mỏ em? À. Thằng đen. Tại chị lấy giết quá chị Hân ạ. Thằng màu nâu. Tại chị lấy giết quá chị Hân ơi. Tại chị quá là lấy giết. Ok. Đây thế nhờ. Thấy bộ đồ gì Hân đẹp á, trang tí trên mượn mặt cho chị ơi. Tại này không có ăn xét á, mọi người lên roll đi cho dễ thắng. Em lên luôn nha. Em là số 17. Em là số 10 nhá. Em là số 7 em Nada nhá. Em số 7 Nada nhá. 2 tình nhân, 12 tình nhân kìa. Em số 17 nhá, em số 17. Em số 7 Nada nhá, em số 7 Nada nhá. Em thấy đồ chị Hân đẹp á. Quả trứng thôi rồi em ạ. Đau đớn lắm rồi em ạ. Một viên đại nhà mờ thôi. Uống ly đỏ sữa nó không vô rồi. Trưởng à, con kịch kẹt lại không giò những cái con người này nhá, cầm giò cầm giò hai vãi mọi người đùa này mà buồn nóng chứ mưng. Ôi, ván này em mà có súng em băm chết anh đi cả. Ok. Ơ. À, thằng à. Lúc đó là chỉ có thằng gì? Cái gì đấy? Thằng nào? Thằng nào anh nói nhanh lên. Bú ơi, bú ơi. Như là thằng Lực, thằng Lực với lại Long Nhông thì phải. Không xuống là không muốn. Bú ơi. Bú rồi. À. Mày bú thì đầu mày. Bú là bú đầu rồi. Tác rồi anh Junti ơi. Ngay chỗ bú là bú Canada ấy. Tồn nó bảo em vào Canada mà. Không, cái này là không phải bú, anh DK à nhầm anh Junti đang đứng cạnh em mà, xong rồi tự nhiên các anh có xác luôn, đây là cao thủ mà. Từ từ, anh nghi hai người kìa. Mọi người, cái gì đâu. Sao lại skip? Kim thằng đấy rồi em không có vào kho nào nha, hỏi đi. Nãy giờ em không có ở trong kho, hỏi. Thôi rồi, mới xác đầu vào, tủ thôi mà, kệ nó đi. À, ai vô đẹp đây? Em tự vô đẹp, ai vô đẹp đây? Tủ hết rồi. Ừ, thằng tủ thôi mà, kệ nó đi. Kệ mẹ em đi. Làm một series vịt ngon thế nhở? Đi chơi cặp giói. Những con người tàn ác. Tàn ác em lắm. Ác em lắm. Ngựa ơi, vừa mở miệng hỏi sao có tiền hay chứ có tiền. Không không, anh nhớ đấy. Cười vãi cả trường. Cày thế nhờ. Anh Junti nha. Nhớ mặt em nha. Anh Junti nhớ mặt nha. Thôi, những con người tàn ác không bao giờ thỏa mãn thôi nè. Bắn cái bom ghế mà mồm hết chứ. Vừa mà điện trước tắt điện hay sao tắt điện. Cười vẫn là trưởng. Hơn đây, xuống anh bảo hắn đây. Dạ. Ok. Nhiều thì chết rồi. Thì chết rồi. Anh Duty bị đầu mối rồi. Vừa đấy Duty bảo là nghi ai ở gần đấy nhỉ? À, Luật với ai ấy? À, Luật với Long Nhom. Luật với Long Nhom. Không, em định dùng tôi, em bảo em cắt đuôi thằng màu nâu kia, nó cứ chạy theo em. Nghi bịt đầu mối thế nhỉ? Chị theo gì người ta đi em nghi bịt đầu mối. Anh Long Nhom nhá, em hù em gì em chém anh Long Nhom, anh Long Nhom sợ anh chạy nha. Thì ta đi chung đường mà. Anh không có chức năng chém rồi đấy. Anh ra phòng học em ở chung cái gì mẹ, ra kho ta đi đâu mà đi theo đâu á, con thử nghiệm nha. Con thử nghiệm nha anh Long Nhom. Phòng học đi luôn. Vâng. À, Long Nhom với Luật à. Ai bắt em đây? Ở gà chị Hân tự bút chân mà. Em bắt chị Hân đấy. Bắt cái chồng. Bắt hàng gì này nhá. Anh tính được bơm cho em đúng không? Không, anh đang đợi anh Vi mà. Con bé Vi lâu thế nhỉ? Cũng nhiều đấy em, nãy giờ phải được 3-4 ván này. Hết rồi chè. Ủa, đặt bơm. Cái dấu hút này nó chạy âm một góc này à? Em nghe thấy bom luôn, em chạy sang chỗ hội trường em đạp xác này. Alo. Bù. Em chạy. Thế nhá, em nghe thấy bom này, em chạy sang chỗ hội trường là em đạp xác luôn. Hình như là thằng nào ấy nó đưa bom cho em ấy. Thằng nào ấy? Không, em là dân phòng mà. Em là dân phòng. Tôi là dân phòng này, Yến Vi ơi. Tôi là mấy giày vòng này Yến Vi ơi. Khả năng là bú rồi. Bú rồi. Không, em không bú thật, em chạy lên em gặp khác rồi mà. Trên phòng đó rồi nha mọi người ơi. Không. Rồi. Thật. Bú rồi. Phải trưởng. Rồi. Đi ai chết em cũng cảm như nửa tiếng chưa chết cơ. Không Nhung ơi, đi số cú nha. Ok. Mọi người làm gì đấy? Phải trưởng. Bú rồi còn gì nữa. Ơ kìa, sao không vote? Em nghĩ là em có chức năng rồi. Chú em bộ ơi, làm về cái chú em bộ ơi. Thầy em ơi, Đâu, Yvi đâu, Yvi đâu. Sim còn sống không ta? Thấy sim đâu không Win ơi? Win ơi thấy sim đâu không? Không, dạ không. Thôi vô đi. Làm gì mà vô được? Còn chim mưng hay sao ấy? thằng này đã nãy thằng nào skip đấy. Vi này nó làm vịt mồm nó hiến thoáng lắm. Phải vote. Ê, ra anh bảo này. Em bơm, em bơm. Không à, thế thôi. Đi yeah. đi lẻ này. Gà trong lóc liếm thế giờ sợ thế này, hai con vịt à trời, xin mừng xin mủng gì trời mà lóc liếm thế này, đứng vào đấy tách tách có tí bom là mệt lắm ấy, không nghe cái mùi có vậy rồi chân lóc liếm quá vậy. Chạy cái con Vi này nó có biết làm sabotage không nhỉ? Ui rồi. Ui. Nani? Yeah boy. Đi đặt bom đi, em. Đi đặt bom đi. Mẹ cao thủ giết à. Nhầm cao thủ giết à. Em đang đứng với ông gì à? Ủa? Sao? Đã sát ở đâu? Em đang đứng với ông sĩ quan mà sao ông chết rồi hay vậy? Sát ở đâu bạn này? Này đứng đâu vậy anh? Ở phòng thí nghiệm anh ơi, ở phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm á? Ơ? Anh đang đứng ở cái chỗ đốt đèn là phòng đốt đây, có thấy ai đâu? Mày đứng ở trong phòng thí nghiệm không có đèn là đứng đấy á? Em đứng ngay cái bộ giáp ấy với cái ông quan bộ. Bộ giáp vào phòng thí nghiệm à? Thế Long Nhong với cả Luật đang ở đâu? Hân đang ở đâu? Em với Luật đang trong hang xương. Em đi trốn rồi nha. Hang xương á? Sao anh nói chỗ trốn của bên đấy? Ôi chết mẹ lộ rồi. Hân đang ở đâu Hân? Em ở trong thùng anh ơi. Rồi đi em ơi. Ơ kìa. Sao lên zone như nhỉ? Còn 5 người lên zone như nhỉ? 4, 5. Lên đó đi. Nào, anh cảnh sát trưởng này. Ôi. Em kỹ sư. Ôi. Ok. Nào, tiếp đi. Tiếp đi mọi người. Em hỏi nha. Em bảo Long Nhong Tình Dom đứng ở đâu đấy? Để chưa không? Hả? Sao chứ? Nãy chị Hưng đứng ở đâu? Nhưng mà em là cái gì? Em chưa lên zone mà, đang lên zone đi. Chém vào màu xám đi. Được, để đây anh xử lý cho. Đây cái em chim mừng đấy nhở? Chim mừng gì? Thấy anh đây cao chém chạy. Đạch. Mày nói ra tao tưởng tao không biết. Trời ơi, ông Bảo mà nói có sai đâu. Tìm cái cặp tình nhân kia khó thế nhở. Chăm anh DK đi. Anh DK làm vịt 2 ván liên tiếp thắng rồi. Đây là được làm ván thịt à. À, DK băm hay đấy, DK băm thì... anh băm đúng cái mép vòng tròn nhở. Có kẹt mình giúp vịt xong rồi mẹ vịt chém mày đúng mày em rồi, tố cáo luôn thông tin mà. Ăn 3 cái sát rồi chém. Petroleum em đó là đó mà em còn sống là giết chị Hân rồi, em còn sống là giết chị Hân rồi. Trời anh DK ơi, em có công với trưởng, em băm thành cái trưởng luôn đầu game. À thế à, quay đà nhận em phòng mà em băm nó trước mặt luôn mà em băm nó trước mặt anh Môi luôn, nhưng mà anh Môi đều cũng thôi gì anh Môi chỉ Đức thôi nữa ơi. Môi đang lon đà nhận rộng, Môi đang lon ton đi về cả Hân anh ra băm luôn. Em bé mà em không được làm vịt. Bị ám sát, cút con mẹ. À tôi số 7. Người kéo Lê. Tại sao chứ số 4 ngon thế. Nãy em bị đắp với con đó, em tưởng anh đã càng nhiều người. Anh đang làm số 7 nè, tao ra nó soi, cay tất. Nghe số 7 còn được làm vịt cay thế nhờ. Mọi người ơi, ai bỏ phiếu vợ gâm lại chị Hân để hung quay trêu cho. À, mày lại chết rồi. Mày lại muốn chết, mày lại muốn chết, em mày lại muốn chết. Ồ Hân ơi. Chị ơi. Hân ơi, hình như đây là lần đầu tiên anh em mình làm vịt thắng ấy nhở. Lần đầu tiên đấy. Ừ, lần đầu tiên đấy. Một con đặt bom, một con đóng cửa mày chơi thì đéo được. Không, chị đọc bên chị đóng cửa ấy. Chị ăn làm sao có tên đỏ lòm lên. Đa với Chanh kia nói không nghe gì vậy. Rồi, hết phép rồi. Thôi, ít nhất là... Lan Anh ơi, chị Lan Anh. Chị Lan Anh ơi. À, Lan Anh à? Đi kiếm Junti em ơi. Đi anh kiếm Junti Lan Anh ơi. Để em hỏi anh Lan Anh đã. Đi mới hỏi. Sao? Đi kiếm Junti đây. Đây Junti. Này Lan Anh này. Lan Anh này. Thôi được anh Moi ơi. Thôi anh Moi ơi, em không muốn đùa đâu anh Moi ạ. Em đều muốn đùa đâu anh Moi ơi. Đi. Hình như thằng Tủn nó ao rồi em ạ. Tối nào bị anh băm cho mấy phát đầu game nó chán nó ao rồi. Chị mừng mà anh băm nó là em chơi gì nữa. Không, tụt đấy, ấy màu đen rồi, tụt màu đen ấy. Đâu? À tụt màu đen à? Màu đen. Ấy, chết rồi, tụt chết rồi. Có bom à? Từ nhá. Có con kèn nha, có kèn nha. Đây đứng canh. Canh coi con kèn xuống ăn này. Chia ra mọi người, đừng quá chia ra. Đừng ai chạm ai hết á. Ăn đi bu quay. Quay ăn đi kìa. Thì có quả bom đây mất tình anh em lắm này. Ông cửa đây. Under giờ hút này xuống đi ăn xác à. Ông cửa đây, under hút đây. Đóng cửa đây. Đóng cửa đây. Để cho chắc. Mấy con vịt thường đứng ra ngoài. Em đứng ngoài. Anh DK ơi qua đây anh ơi, lấy nó đóng cửa đấy mẹ anh ơi. Đóng cửa đây. Anh em từ trong đường hầm con nó chạy được hơn nhiều hơn. Đây con hơn này. Đây con mình chết có nhau sợ. Bây giờ đứng này con kèn nó không dám ăn rồi. Thôi, chỉ cho nó ăn một xác vậy. Ô Đạch. Đạch. Không phải như em nghĩ đâu. Anh đang lau đèn. Nó bị cảnh báo nhiệm vụ anh lau đèn thôi. Lúc anh làm cái xong nó cửa luôn. Anh chưa làm xong mà. Bảo thế nhờ. Anh chưa làm xong, anh mới đứng đây anh lau cái đèn thôi. Nghe lộ thế à? Anh DK có hình dung DK. Đâu. Em thấy rằng gì đó, bà đã biết anh mà làm gì. Mọi người. Hả? Lục lúc nãy ở đứng ở dưới đó đông thế, có thằng Lục đứng trong phòng thí nghiệm đấy anh. Lật trên phòng thí nghiệm á? Nhưng mà cái này đóng cửa mà, có phải tắt điện đâu. Đóng cửa. Ừ, đóng cửa dưới mà. Đóng cửa dưới đây mà. Nhưng mà ý là lúc mà em chạy lên thấy có mình nó đứng trên đó à? Biết đâu nó Canada, thôi kệ nó đi. Đi chơi đi, đi chơi đi. Đi đâu? Ui, danh này là cái gì ấy, cứ đi theo ấy. Đúng rồi. Em là vịt, em là vịt. Ơ, mày lại trêu. Ôi mẹ. Hỏng rồi. Nó là người nổi tiếng mà. Chơi. Báo thù anh ơi, em báo thù anh ơi. Em báo thù, báo ai giờ? Thôi vô đi. Trời ạ. Ủa, mà hình như có ám sát đúng không? Ơi, anh không để ý có ám sát, thằng kia nó fake zone thế là anh băm nó rồi. Có người không biết tại sao anh Duty rồi nhá. Chém Duty rồi. Á trưởng. Anh Duty cút con mẹ rồi. Nay kéo nào bị à, Hân bị câm lặng rồi. Hân bị câm lặng nhá. Anh em ơi cho tôi hỏi mic cái này ông nào bị nhốt chung với tôi ở hầm ngục nhỉ? Ông Long Nhong đúng không? Tôi. À, ông bật Sabote à? Tôi thấy Sabote đỏ lòm ở cái khu đó luôn. Sabote gì đấy, đóng cửa nãy giờ mà Sabote gì đấy. Sabote đóng cửa lòm mà, hai thằng bị nhốt chung, tại sao ông không băm tôi nhỉ? Ông là bom hay là như nào? Lấy ít nhờ, lấy ít nhờ. Bây giờ nhưng mà nhá, Hân bị câm lặng nhá, là chỉ có Moi với cả Luật thôi nhá. Rồi em nữa, anh bây giờ đây là đau đầu đấy. Đang gì anh Duty để chém mà. Nói gì đi chị Hân. Chị Hân ơi, nói gì đi chị Hân. Ông cái khu đi rau đầu đấy anh DK hả? Ảo thế nhở? Ảo thế nhở? Sao không nghĩ? Biết rồi, mình không để ý ám sát thằng kia nó fake zone. Khổ thế. Chỉ có Luật thôi. Anh DK ơi, em bị câm lặng anh DK ơi. Hồi nãy á, anh Duty chạy xuống là có cái xác ngay đây này. Nên là em chém anh Duty rồi. Ủa? Em là cái gì đấy? Cảnh sát trưởng anh ơi, em chém nó không chết. Ừ, anh dân phòng. Anh chém thằng kia, nó là người nổi tiếng. Bực thật. Anh không biết, anh không quên mất không check có ám sát. Thế là nó bảo nó là vịt, thì anh xoẹt luôn. Này thì bảo là vịt. Cày thế nhờ. Ủa đấy. Có thù được đúng không anh? Chưa bắt hay... được rồi, chỉ còn súng này. Hay thôi mấy đứa ra vote anh đi, anh xuống anh xin lỗi nó đi. Thôi nè, để em ơi, còn anh Long Nhong anh ơi, anh Long Nhong này, anh Moi nữa. Ừ, Long Nhong, Moi. Thằng Sim nữa, mấy thằng ấy. Ủa mấy anh tổ đi với rồi mà. À đi lên trên này em ơi. Không thấy luôn. Đâu rồi? Lên rồi. Cái này là vì chết làm rồi. Thì chết làm mà nhưng mà lại gì vậy anh Long Nhong? Xác mà sao hỏi gì hơn? Nè, mày thấy Sabote đó làm ông Long Nhong là ông chạy. Anh Long Nhong chạy nhá, anh Long Nhong chạy nhá. Yeah. Thấy không? Tôi nói rồi, tôi là kỹ sư, tôi thấy khu đỏ lòm ngay cái khu tủ đồ nhưng mà bị nhốt chung có tôi với ổng thôi mà. Rồi ok, mày có ích rồi đó, vậy sao mày bắn rồi? Moi. Mày lũng đầu rồi. Moi chịu à, giờ moi giờ không có chút. Thì để anh nói đi. Người nổi tiếng chết chưa? Chưa anh. Chết chưa? Chưa hả? Chưa bắn. Vốt. Anh vừa hỏi câu nhạy cảm mà tầm Moi không trả lời được, anh băm nó luôn. Này cái hay nhờ, băm gì mình băm lắm thế này cái. Anh băm 2 phát rồi. Đấy, ám sát bà đi. Chị ăn lại câm lặng đã cho anh. Dạ, bị câm lặng rồi. Rồi, thằng Moi câm lặng rồi, Moi những thúi này lấy ra chơi hăng sát một bài. Ông Long Nhong là cái gì ông không khai rôn được thì cảnh sát trưởng băm luôn đi. À, anh Long Nhong chạy trong buổi tối ghê lắm nha mọi người. Đúng rồi. Hỏi câu ấy hay đấy. Ủa ta tới cùng Moi hôm nay làm vịt 2-3 ván thì toàn chết đầu, toàn chết sớm. Có chức năng chưa được chơi. Moi hôm nay nó làm vịt mấy ván toàn bị chém chết. một trận là nó làm đặt bom mà anh băm chết. Ui, hơn băm nốt kìa. Anh Long Nhông à? Anh Long Nhông chết queo rồi nhá. Vẫn chưa hết game à? Tài nhờ. Anh chẹp. Chị Hân có viên đạn mà, Hân bắn luôn. Anh băm 3 phát rồi đấy. Vậy chị Hân có 2 viên đạn à? Không. Chị Hân cũng có 2 viên đạn à? Hay ai băm? Anh băm. Tại vì chị Hân ok. Hân băm chị Hân băm mẹ. Băm anh Long Nhông với chị Hân hai kẻ sát trưởng. Anh băm. Hân băm chém mặt tôi mà. Anh DK băm kia, hai xác kia. Cái này. Hân không. Đấy, tôi dân phòng này, Hân cảnh sát trưởng ấy, ám sát bắn đi. Mình chán. Sao có nhối. Còn Tuấn nữa. Chán, có đi Zuti cảnh sát trưởng, Zuti ám sát chết đầu ấy Hân ạ. Anh hết súng rồi. Chán ông ăn đồ hút. May mà ám sát nó chết rồi đấy. Tốn kìa, bắt Tuấn. Bắn Tuấn chạy. Bắn Tuấn đi. Trông nghi ngờ lắm. Ok nha. Nhưng mà theo anh thế này này. Hay là băm sim kìa. Băm sim. Đợi em với. Sao? Trời. Hân nó băm nhầm sang thằng sĩ quan bộ rồi. Chết cả đôi rồi. Còn 5 người nhỉ? Lên zone thì nhỉ? Băm sao được em? Sim là gì Sim? Sim chứ. Thì anh hiểu đấy, băm sao được em đừng đấy mà không băm chúng em là hiểu rồi. Em ba gang. Thì Tùn ra gì Tùn? Anh pháp y anh ơi. Luật là gì luật? Thôi tầm này chắc không cần pháp y đâu. Từ từ, luật là gì? Tôi quay dòng này. Hả? Kỹ sư à? Tún, cảnh sát, người nổi tiếng chết giao mấy Tún? Ê, vậy sao ông kia đọc sao tem mà, luật cũng đọc sao tem, từ anh mới cao rồi. Tại vì ông kia kể cho tôi biết. Người ta fake zone giao, thế mà cũng không hiểu, không phải hỏi nữa. Đúng xì ngu. Tún, người nổi tiếng chết giao mấy Tún? Người nổi tiếng chưa chết anh ơi. Sao chết được? Nhanh gọn. Ôi Tún ơi. Đà gì mà đà em pháp y gì Tùn này là vịt. Tùn đà Tùn chim ưng thì phải. Tùn đéo ai bú mình. Sao vẫn chưa thắng ta? Rồi thế còn đi đúng chú bốc một câu anh ơi. Sao lại chưa thắng nhỉ? Còn bồ câu anh ạ. Không, bồ câu thì làm sao mà được. Bỏ mẹ rồi. Đi chung. Đi làm 3 giờ 3 thằng đi làm ấy. Đi nhặt đồ. Bán sao là em có đồ rồi. Mẹ. Hay. Ủa gì sao? Trời ơi, thằng băm mình được nhờ. Sao băm ra qua thằng ăn cán bộ được nhờ. Ai biết, em vừa chạy đến. Đấy là Sim, là em băm nhầm rồi. Làm anh cũng tin nó là ba gang thật. Ba gang em chấm rồi. Mẹ, Duty ai đóng vậy? Đéo mồi đóng luôn mà. Mẹ hả, anh voi này bom thế đéo biết nữa. Tao tưởng mày đưa bom lên DK, tao đóng lên DK ở bên kia. Chá. Đi chị Hân. Lý mới vậy. Yên vì giấu cái dao trong túi quần kỹ, bị giấu cái dao. Người tưởng chết chưa anh DK. Chết rồi. Mọi cái. Anh voi anh hỏi anh DK là người đứng chết chơi DK, anh mời một phát chết luôn anh DK.